Em chào tất cả các bác. Cái vườn của em nhìn bê bối quá. Đi hôm nay đi phát cỏ, phát được một đoạn. Phát cỏ xong thì cái vườn nhìn nó sạch sẽ hẳn ra, kỳ lạ ghê. Dưới kia còn cỏ kìa. Cái bơ 034 mini em mới ghép cái đây 4 5 tháng đó. Thì cũng đẹp ha. À, hôm nay em quay và chia sẻ cho các bác một cái phát hiện nho nhỏ thôi về cái vấn đề cái máy phát cỏ đó mà. Đây nè, đây là cái chai xăng mà em pha nhớt sẵn đó, để ở đây cho nó pha hồi sáng mà chưa dùng hết. Các bác thấy nè, cái nhớt của mình pha đó mà mình cái chai này mình để yên là nó không hòa tan mà nó lắng xuống dưới đáy nè. Và đó, cái nhớt ở ở dưới đáy nè, nó tập trung dưới đáy nè. Vậy thì nếu như bác nào mà để cái máy phát cỏ mà còn xăng bên trong bình á, lâu ngày không xài á thì giật nó rất khó nổ, là lý do này đây, là nhớt nó lắng xuống dưới á. À, nhớt nó lắng xuống dưới. Vậy trước khi chúng ta sử dụng để máy để lâu ngày, chúng ta phải lắc. Nếu còn xăng trong bình, chúng ta phải lắc 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 mạnh qua rớt nắp luôn, lắc để cho cái nhớt và cái xăng nó trộn lên. À, và trước khi mà các bác để lâu ngày đó, lâu ngày không không dùng thì phải khóa cái xăng lại. Này, cái này khóa nó nằm ngang vậy đó, để cho xăng nhớt ở trên này nó không lắng, nó chạy xuống dưới, nó làm một bọng nhớt như đây này, trong cái bình xăng con á. Trong bình xăng con mà nếu chúng ta không khóa là chúng ta để là nó lắng một bọng nhớt xuống đây này. Cho đó là chúng ta giật cực kỳ khó nổ, rất khó nổ nếu như mà chúng ta để lâu mà để xăng ở trong bình này. À, đó là mẹo thứ nhất này. Cái mẹo thứ hai là trước khi mà chúng ta dùng cái xăng pha sẵn, chúng ta phải lắc để cho nhớt nó hòa tan dần. Đã nó đều màu rồi này. Em trước giờ em cũng không biết lý do vì sao đâu. Sau một thời gian sử dụng thì mới phát hiện ra thôi. Tức là nhớt nó không có tan trong xăng, nó chỉ lẫn vào trong đấy thôi. Nhưng mà để lâu là nó lóng, nó nặng hơn, nó lắng xuống dưới. Thôi em bây giờ đi phát cỏ tiếp ra, thôi về vợ nó đánh. Làm đặc công thì nó đánh không cho ăn cơm đấy. Cảm ơn các bác nha. Chúc các bác có cái vụ mùa bội thu nha.